cậu bé tị nạn gốc Việt và hành trình trở thành trung tá quân đội Mỹ. Một cậu bé Việt đã phải theo gia đình chạy trốn khỏi đất nước trong khói lửa chiến tranh và đặt chân lên đất Mỹ vào năm 1975. Vượt qua tất cả những khác biệt và khó khăn, cậu không chỉ hòa nhập vào cuộc sống mới mà còn vươn lên trở thành một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ. Đó là Thomas Nguyễn, giờ đây đã trở thành vị trung tá Mỹ gốc Việt được nhiều người kính trọng. Trung tá Thomas chia sẻ, anh là một người tị nạn đến Mỹ từ năm 1975, sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Nhờ một gia đình người Mỹ bảo trợ, anh cùng bố mẹ, chị gái và người em còn trong bụng mẹ khi đó đã được tới định cư tại thành phố Garden Grove, California. Gia đình anh là một trong những gia đình người Việt đầu tiên đến định cư tại quận Cam vào thời điểm đó. Thế rồi, anh theo học tại trường trung học Rancho Alatimos. Vì còn nhỏ nên anh nhanh chóng hội nhập vào cuộc sống mới. Dù vậy, anh cũng thấy gia đình mình rất khác biệt với những người hàng xóm về vẻ ngoài, cũng như tất cả văn hóa và tập tục Á Châu. Vậy nên anh thấy mình rất đặc biệt. Anh kể lại rằng, trong khoảng thời gian lớn lên, bắt đầu từ lúc đi học, cái khó lớn nhất với anh là ngôn ngữ. Tuy nhiên vì còn nhỏ nên việc anh học tiếng Anh cũng dễ dàng hơn. Và hiện tại anh cho biết, đến giờ thì tiếng Việt của tôi không được tốt lắm vì tôi đã sử dụng tiếng Anh quá nhiều. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính từ những năm tôi theo học tiểu học. Được biết vào thời kỳ đầu sang Mỹ, cha mẹ anh đã phải làm việc rất vất vả để nuôi dạy mấy chị em anh. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh muốn vào trường quân sự. Thời điểm đó, phần lớn những gia đình người Việt đều mong muốn con cái của mình theo học các ngành như bác sĩ hoặc kỹ sư, và mẹ anh cũng không ngoại lệ. Anh kể, khi đó mẹ tôi nói với tôi rằng, Thomas, con là con trai cưng của mẹ, mẹ không nghĩ rằng con có thể tranh đua cùng với các thanh niên người Mỹ. Họ lớn hơn con nhiều, và điều quan trọng là con đâu có thích ăn đồ Mỹ đâu. Con ăn đồ Việt Nam mẹ nấu quen rồi, chắc con không chịu nổi đâu. Tuy nhiên bố anh, người trước đây từng là phi công trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì ngược lại. Ông rất vui mừng và tự hào vì anh đã theo con đường binh nghiệp giống như ông. Lúc đó Thomas muốn thử sức với trường quân sự, cũng bởi anh muốn đi theo bước chân của cha. Và rồi anh đã tìm hiểu về các trường quân sự của Hoa Kỳ. Đồng thời anh cũng thuyết phục được mẹ cho phép anh tham gia quân đội. Nhưng khi đó, một bất ngờ lại xảy đến. Anh được trường đại học University of California of Los Angeles, UCLA, cho học bổng theo học ngành kỹ sư điện toán. Điều này khiến mẹ anh rất vui mừng, bà hy vọng anh sẽ không đi lính. Tuy nhiên, anh đã được Học viện Quân sự West Point thu nhận và quyết định vào trường quân sự. Việc vào được Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point không hề dễ dàng. Thời điểm đầu, Thomas không nhận thức được rõ về những chi tiết của chương trình học tại Học viện Quân sự và cũng không có ai chỉ dẫn, nên anh phải tự mình nỗ lực và học tập rất nhiều. Khoảng thời gian đầu lúc khai trường, anh vô cùng nhớ nhà vì chưa từng sống xa gia đình và chưa bao giờ đi ra khỏi California. Tuy nhiên, chương trình học tại Học viện Quân sự nặng nề làm cho anh bận rộn đến độ không có thời gian rảnh. Anh phải để tâm trí vào việc học tập, tập luyện và dần dần cũng hòa nhập được với cuộc sống mới tại nơi này. Điều bất cập nhất khi đó là anh không ăn được đồ Mỹ vì đã quá quen với thức ăn Việt. Anh chia sẻ, lúc đầu khi đi học, tôi chẳng ăn được gì cả vì tôi nhớ ăn cơm và rau cá thịt theo kiểu người Việt, không quen với các món như là khoai tây, mì ống của Mỹ. Nhưng sau đó tôi đói quá nên bắt buộc phải ăn những gì mà họ nấu và ăn theo thực đơn của người Mỹ. Giờ thì anh đã quen và biết thưởng thức những ẩm thực khác nhau. Tuy nhiên anh kể, vẫn thèm đồ ăn người Việt của mình lắm. Giờ đây, khi được hỏi nhìn lại quãng đường đã qua, anh nghĩ gì về thời gian theo học tại Học viện Quân sự West Point, anh đáp. Tôi thấy biết ơn các bạn đồng học đã luôn sát cánh và hỗ trợ tôi trong mọi thứ, từ việc học tập, những công việc hoạt động trong ngày, cho đến những thử thách lúc huấn luyện. Việc huấn luyện tập thể lực rất gian nan, phải chạy bộ hàng ngày, rồi phải học hỏi về quân sự, chiến lược nhiều lắm. Nên trong 4 năm ở học viện trôi qua rất nhanh, tôi rất biết ơn họ. Dù vậy, điều khiến Thomas hơi buồn là trong những năm anh theo học, có rất ít người Việt trong học viện. Anh nhớ là chỉ có khoảng 5 người. Mỗi khi có cơ hội là anh lại tìm xem có đồng hương người Việt nào theo học ở trong trường hay không, để được cùng ôn lại những văn hóa và tập tục của người Việt.
Trải qua 4 năm học, Thomas ra trường và có cơ hội về thăm nhà tại California. Sau đó, anh nhận công việc đầu tiên tại căn cứ Fort Lewis thuộc tiểu bang Washington, gần với thành phố Tacoma. Lúc đó, anh mang quân hàm thiếu úy lục quân. Thomas kể, khi đó tôi nhớ tôi chẳng có gì ngoài quần áo, nhưng ngay sau khi nhận nhiệm vụ, thì tôi đã có ngay một chỗ ở riêng gần căn cứ Fort Lewis, và đó là những ngày đầu trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Vì là một quân nhân nên Thomas được đi nhiều nơi khác nhau. Cứ 2 hoặc 3 năm, anh lại được phân bổ đi một nơi khác. Anh bắt đầu từ tiểu bang Washington, sau đó đi qua Arizona, California, rồi qua căn cứ Fort Worth ở Texas sang Florida, rồi đến thủ đô Washington, D.C. Anh cho biết tại mỗi nơi khác nhau, anh lại có những thử thách và học hỏi được nhiều điều mới. Thậm chí, anh đã từng đóng quân tại nhiều nước như Iraq, Afghanistan, Kuwait, Đại Hàn, Nhật Bản. Khi được hỏi anh có kinh nghiệm gì khi được phái đến những khu vực nguy hiểm như Iraq và Afghanistan, Thomas trả lời, đó là những điểm nóng với rất nhiều nguy hiểm, nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Được biết nhiệm vụ của anh cũng là luôn luôn bảo đảm sự an toàn cho binh sĩ Mỹ dưới quyền. Sau nhiều nỗ lực cống hiến, Thomas Nguyễn, cậu bé tị nạn năm nào, đã được phong cấp bậc trung tá lục quân trong quân đội Mỹ. Cuộc sống gia đình của vị quân nhân gốc Việt. Về chuyện gia đình, anh Thomas cũng chân thành kể về câu chuyện tình yêu và hôn nhân của mình. Anh tâm sự, tôi gặp vợ tôi lần đầu tiên trong lúc được bổ nhiệm về căn cứ Fort Lewis, tiểu bang Washington. Vợ tôi tên Tisha. Lúc đó Tisha ở thành phố Yale, Washington. Cô là một người địa phương và sống gần căn cứ quân sự của tôi. Khi đó một người bạn đã giới thiệu tôi với Tisha. Chúng tôi quen và yêu nhau khoảng một năm. Sau đó tôi chuyển sang công tác ở một căn cứ khác tại California. Thời gian đó là một khoảng thời gian thử thách cho cả hai chúng tôi. Phải xa cách nhau, nên cứ cuối tuần thì tôi lại lên Washington thăm Tisha, hoặc ngược lại, cô ấy phải bay về California để thăm tôi. Sau 2 năm yêu xa như vậy, tôi đã quyết định ngỏ lời cầu hôn Tisha và chúng tôi kết hôn ngay sau đó. Đến giờ, anh mới có một cậu con trai tên Jason gần 20 tuổi. Vì lý do công việc của anh phải di chuyển quá nhiều và đi công tác xa thường xuyên, vợ chồng anh quyết định chỉ có một người con. Nhưng anh cũng kể, để đi đến quyết định này cũng không hề dễ dàng. Do tôi thường vắng nhà và vợ tôi phải nuôi con rất vất vả, nên cả hai chúng tôi mới quyết định là chỉ có một cháu để có thời gian chăm lo cho con tốt hơn. Được biết, mỗi lần anh chuyển nhiệm sở, gia đình nhỏ của anh cũng phải chuyển đến một nơi ở mới. Vậy nên anh cảm động nói, một cô gái phải rất hiểu biết và cảm thông mới trở thành vợ của một người lính hay kết hôn với một quân nhân, vì phần lớn sẽ phải chăm sóc gia đình một mình. Trong khi đó, vợ tôi, Tisha, lúc nào cũng hỗ trợ cho tôi suốt thời gian chúng tôi kết hôn. Tôi muốn cảm ơn cô ấy rất nhiều. Anh Thomas cũng chia sẻ, cộng đồng người Việt di cư đến Mỹ kể từ năm 1975 cũng có vô số người đã thành công. Anh nói, những người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã thực sự trưởng thành trên đất Mỹ và đất Mỹ đã trở thành quê hương của chúng ta. Chỉ nói riêng trong quân đội Hoa Kỳ, đã có sự góp mặt của trên 2.000 người lính gốc Việt đang phục vụ trong quân ngũ. Anh nói thêm rằng, hồi năm 1995, khi anh mới gia nhập quân đội, lúc đó không có nhiều người lính gốc Việt như thế này. Nhưng hiện nay, chỉ cần đánh vào tìm kiếm thư hay email với từ khóa họ Nguyễn, thì chúng ta sẽ thấy có cả ngàn địa chỉ email của những người họ Nguyễn như anh đang phục vụ trong quân đội và chính phủ Hoa Kỳ. Một điều đặc biệt ngẫu nhiên nữa là, trong lục quân Hoa Kỳ, hiện còn có 2 vị sĩ quan cấp tá gốc Việt, cũng có cùng họ và tên Thomas Nguyễn giống như anh. Đến giờ, khi được hỏi anh có lời khuyên nào cho các bậc cha mẹ rằng nên hay không nên khuyến khích con em mình gia nhập quân đội Mỹ. Anh nói, tôi có thể hiểu được tại sao nhiều bậc cha mẹ vẫn ngần ngại cho con vào quân ngũ. Đó là bởi nhiều người vẫn chưa thấy được những gì mà quân đội Hoa Kỳ mang lại cho họ. Như tôi, bản thân tôi nhận được rất nhiều quyền lợi và cơ hội. Ví như, vào học tại Học viện Quân sự West Point, tôi và các học viên đều nhận được một sự giáo dục tốt nhất, chưa tính đến những quyền lợi có được như sự hỗ trợ hết mình của Hội Quân nhân gốc Việt. Họ sẽ hướng dẫn cho ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm để các bạn trẻ có được những cơ hội tốt hơn trong tương lai. Được biết, Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt mà Trung tá Thomas Nguyễn nhắc đến ở trên, hiện có cả ngàn hội viên đang phục vụ trong quân đội Mỹ dưới nhiều màu áo khác nhau.
như bộ binh, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến. Họ họp mặt chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều phương thức như điện thoại, điện thư hoặc là qua Facebook. Vậy là từ một cậu bé tị nạn phải rời bỏ quê hương trong chiến tranh, Thomas Nguyễn đã trở thành một trung tá quân đội Mỹ với sự nỗ lực không ngừng. Cuộc sống của anh là một hành trình đầy thử thách. Nhưng trên tất cả, anh đã có được sự nghiệp và gia đình hạnh phúc với một người vợ luôn cảm thông và chăm lo cho gia đình nhỏ hạnh phúc. Và câu chuyện cuộc đời vị trung tá quân đội Mỹ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.